Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng thống Sri Lanka đã rời khỏi đất nước vào sáng sớm ngày 13 tháng 7, vài ngày sau khi những người biểu tình xông vào nhà riêng và dinh Tổng thống và văn phòng Thủ tướng trong cơn giận dữ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 3 tháng ở nước này, gây ra tình trạng thiếu lương thực và thiếu nhiên liệu trầm trọng. Nguồn tin từ một quan chức phụ trách nhập cư giấu tên cho hay Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, phu nhân và hai vệ sĩ đã lên máy bay của không quân Sri Lanka để đến thành phố Mel, thủ đô Maldives. Ông Rajapaksa đã đồng ý từ chức dưới áp lực từ người biểu tình. Trước đó, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết ông sẽ rời đi khi có chính phủ mới. Các nhà lập pháp đã đồng ý bầu một tổng thống mới vào tuần tới, nhưng vẫn đang chật vật quyết định thành lập chính phủ mới để đưa đất nước phá sản, thoát khỏi sự sụp đổ về kinh tế và chính trị. Hiện tại, Thủ tướng Sri Lanka tạm giữ chức tổng thống đến khi chọn được người thay thế theo một thỏa thuận chắc chắn sẽ khiến những người biểu tình tức giận hơn nữa, bởi họ yêu cầu ông Wickremesinghe phải ra đi ngay lập tức.